Vâng, xin chào các bác. Em mới về được một cặp loa Sony K5. Đây là dòng loa nghe nhạc và karaoke gia đình như Boss 301 Series 3, và kích thước của nó cũng bằng Boss 301 Series 3. Các bác để đứng như thế này cũng được mà để nằm cũng được. Nếu các bác bố trí trên kệ thì các bác để đứng như này rất là đẹp nha. Và nó là bass 20 từ kép nha bác, có nghĩa là nó sử dụng hai từ, lực đánh rất là mạnh. Công suất là như là 110W trên một thùng, chép kèn. Giải lời của con này khá rộng. Nếu các bác lấy con này về mà phối với cặp Boss 301 Series 3 là về hát karaoke chắc rất là tuyệt vời luôn. Nó giá là thì cực kỳ thơm luôn. Phải rẻ hơn cả Boss 101 nhưng mà hay hơn Boss 301 rất là nhiều. Nhiều bác đi tìm những cặp Boss 101 nhỏ 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 mà treo để phụ lời ấy, thì con này ăn đứt luôn nha. Về chất bát và chất lời và độ trưng bày nữa. Đấy, giá em đang giao con ngoài cặp này bác còn lấy thì em để 2,5 triệu nha, nhanh tay B chiến khoản đủ 2,4 triệu, đẹp len keng luôn nha. Bass 20 từ kép nhau gần zin hết, hai lỗ thông hơi phía trước. Nếu các bác treo á thì các bác để nèm rất là đẹp nha, còn bác để kệ để đứng như thế này, hoặc là các bác nào lấy về nghe nhạc cũng rất tuyệt vời nha. 2,5 triệu nha. À, ốc treo này các bác, ốc treo nguyên bản hết nha, lo đẹp xuất sắc mới về chiều nay luôn, chỉ 2,5 triệu thôi các bác, bằng bữa nhậu thôi. Bác nào lấy thì những bữa nhậu thì mình bê cặp này về hát, nghe nhạc và hát karaoke. Nếu các bác ở trung cư thì lấy cặp này về nghe nhạc rất là ngon, còn karaoke thì cũng là vô tư nha, karaoke thì vô tư rồi, em nói thì quá tuyệt vời rồi. Này, phía sau trạm loa, lo zin đét hết, tất cả em bao zin hết nha. Nó 110W nha các bác, 110W nha, LR tay em đã bị rách. 110W 6 ohm, Sony K5 2,5 triệu nha bác, chuyển khoản đủ thêm bớt 100 là còn là 2,4 triệu. Tại vì sao em về cặp này các bác, thấy nó đẹp và chắc giá thì họ bên đó giao về cũng tốt, em có một cặp thì em đưa nó về luôn. Đây có thấy đẹp không, sang nữa. Đây nhìn có những người gông này len keng luôn nha. Bát nó này các bác, bát nó 2 từ nha, gân nó gân zin, chép kèn là từ 7 màu nha. Nói chung rất là chắc. Đang cần một cặp loa mà nghe nhạc phòng nhỏ nhỏ và phụ hỗ trợ hát karaoke gia đình. Như các bác đang có phòng 30m² đúng không? Đang có cặp Boss thì bê ngay cặp này về. Khỏi tốn tiền mình mua thêm một cặp Boss nữa. Đấy, đầu tư chỉ có 2,5 triệu nhưng mà nó gọi là kết hợp với 301 rất là hay, kết hợp với B&B rất tuyệt vời, tại vì cái giải lời con Sony này nó rất là tốt nha. Phải nhấn mạnh là rất là tốt. Còn giải bass thì các bác tăng thoải mái luôn. Con này nó còn trâu hơn, nó quánh còn lực hơn cả 301 Series 3. Nó 110W, hai lỗ thông hơi là các bác biết thấy dữ rồi. Giá thành cũng rất là hợp lý nữa. 2,5 triệu nha các bác. Đấy, chốt liên hệ liền cho em nha. Chỉ còn đủ thì 2,4 triệu. Cọc tiền thì cọc bao nhiêu cọc tùy các bác nha. Cọc 500 triệu gì em ship hàng nha. Có một cặp thôi. Lên sóng để các bác cùng xem em ít bán cái dòng này các bác. Dòng không ai là nó ra rẻ tiền. Khá rẻ tiền các bác. Rất là rẻ tiền, chỉ có 2,5 triệu thôi. Thấy đẹp, chất lượng, em đưa về phục vụ các bác đấy. Em hướng tới các bác nào đang cần một cặp để mà hỗ trợ hát karaoke và trưng bày thì lấy ngay cặp này nha. Không lấy thì uổng lắm nha. Đấy, ngon bổ rẻ nha các bác. 2,5 triệu nha.